Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình chờ mong mãi mới về được một con âm ly. Con âm ly nào thì anh em mình cùng cắt hàng, vui hàng. Con này là mình ship mạng về anh em nhé. Con máy ship mạng về thì anh em biết là nó đẹp mức độ nào. Mà nó con này nó lại là con âm ly rất là khủng anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em cắt trực tiếp. Anh em nào đúng chân sản phẩm này thì alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới mình đang lên hàng ngày anh em nhé. Mình vẫn đang về tiếp tục hàng chủ yếu là âm ly. Anh em cứ theo dõi kênh của mình, đăng ký kênh của mình, đúng chân sản phẩm nào thì anh em nhấc máy alo gọi cho mình, mình luôn ưu ái mang đến cho anh em những cái giá sản phẩm tốt nhất. Ưu tiên cho anh em nào gọi trực tiếp đến Hà Audio Hải Phòng. Cắt hàng trực tiếp anh em nhé. Mang đến cho anh em những cái sản phẩm cực kỳ là đẹp, zin xịn. Mình về được mỗi một con âm ly này thôi anh em, nhưng mà nó là hàng đi bay về anh em nhé. Hàng tuyển chọn của mình cực đẹp. Anh em thử xem con này là con gì. Anh em biết là những cái hàng mà đi bay về là nó đẹp như nào, mà mua là mua đấu giá anh em nhé. Mong mỏi bao nhiêu lâu bây giờ nó mới về đến nơi này anh em. Anh em nhìn thấy đẹp không? Của nó là màu vàng gold anh em, màu vàng gold anh em nhé. Các lúm núp của nó này đấy, anh em xem con hàng đấu mạng về đấy. Có model là Zotel ZA1312 anh em nhé. Có hai đồng hồ VU là anh em này. Anh em nào yêu sản phẩm này thì alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Mình sẽ có clip test con này cho anh em. Nếu như con này mà anh em mà sở hữu được nó thì mình cam kết với anh em là có duyên. Con này nó hiếm lắm anh em ạ. Xin chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn anh em ở clip sau.